xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng cho đêm nay và ngày mai 14 tháng 12. Thưa quý vị và các bạn, trong 24 giờ tới, khu vực tỉnh Lâm Đồng sẽ chịu ảnh hưởng chủ yếu rìa phía nam của lưỡi áp cao lạnh lục địa kết hợp với rìa phía bắc của rãnh thấp xích đạo hoạt động yếu. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh phổ biến là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Chiều tối sẽ có mưa rào nhẹ và dông một vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ toàn tỉnh phổ biến dao động từ 13 đến 28 độ. Cụ thể tại các khu vực như sau. Khu vực phía Bắc tỉnh bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Dự báo trong đêm nay và ngày mai tại khu vực này trời nắng nhiều, không mưa. Tuy nhiên, nhiệt độ tại đây sẽ xuống rất thấp vào khuya và về sáng sớm. Có nơi nhiệt độ sẽ xuống dưới 9 độ, nhiệt độ cao nhất khoảng 24 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Tiếp đến là khu vực các huyện phía đông của tỉnh bao gồm Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Thời tiết ở khu vực này chủ yếu là nắng nhiều, mây thay đổi, khả năng có mưa cũng rất thấp, trời sẽ chuyển lạnh về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ dao động quanh mức từ 12 đến 28 độ, độ ẩm trung bình từ 78 đến 83%. Còn tại khu vực phía nam của tỉnh bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Tại đây, mây thay đổi, về đêm không mưa, qua ngày mai trời nắng, sáng sớm và về đêm cũng sẽ khá là lạnh, chiều tối vẫn sẽ có thể có mưa rào nhẹ và dông một vài nơi. Nhiệt độ trung bình dao động quanh mức từ 13 đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Và cuối cùng là khu vực các huyện phía tây nam của tỉnh, bao gồm Đạo Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên. Thời tiết chủ đạo ở đây là mây thay đổi, ngày trời nắng oi bức, chiều tối có thể có mưa rào nhẹ và dông rải rác. Đây là khu vực có nền nhiệt cao nhất của tỉnh, với mức nhiệt cao nhất là 33 độ và thấp nhất là 19 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Thưa quý vị và các bạn, cuối năm và Tết Nguyên đán là thời điểm mà thị trường nông sản hết sức là sôi động. Đón đầu nhu cầu đó thì nông dân khu vực chuyên canh các loại rau củ quả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang tập trung đầu tư chăm sóc cây trồng. Tuy nhiên, do thời tiết giai đoạn giao mùa hiện nay có những biến đổi thất thường, nên tình hình sâu dịch bệnh trên các loại rau củ quả diễn biến khó lường, nhất là với những giống rau được canh tác chủ yếu ngoài trời. Trong chương trình 365 ngày chuyển động phát sóng ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi những khuyến cáo về các giải pháp đầu tư chăm sóc các loại rau củ quả ngoài trời trong thời điểm này. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo sẽ là dự báo thời tiết cho những thắng cảnh, khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và bản nhiệt độ các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.